Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có ba vị hoàng tử. Mặc dù rất yêu thương nhau, nhưng tính cách thì rất trái ngược. Trong đó, cậu em út vì quá thật thà, nên mọi người hay gọi chàng là Hoàng tử Ngốc. Chạy đi Thỏ ơi! Chạy đi! Hai anh bắn trúng mày bây giờ! Hả? Em lại làm gì nữa vậy Ngốc ơi? Em biết đây là buổi đi săn tập luyện cho nhiệm vụ sắp tới theo lời vua cha mà. Tại vì mẹ luôn dặn chúng ta phải thương yêu muôn loài, nên em không muốn làm hại chúng. Em có biết sao ai cũng gọi em là hoàng tử ngốc không? Vì vua cha đã dạy, nếu như thật thà đơn giản quá đà thì sẽ ngốc nghếch và dễ bị bắt nạt đó. Nếu em bị bắt nạt, hai anh sẽ bảo vệ em chứ? Em biết ai sẽ bắt nạt em không? Chính là hai anh đây. Đừng có gieo má em. Ngốc lại bị bắt nạt rồi. Chạy nhanh lên, em phải chạy nhanh lên. Người xem, các hoàng tử chơi vui chứ kìa. Nếu không lo chăm chỉ tập luyện thì không biết làm sao các hoàng tử mới sẵn sàng. Bệ hạ đang lo lắng về nhiệm vụ sắp tới mà các hoàng tử phải thực hiện đúng không ạ? Gửi đức vua, vương quốc của tôi đang bị tấn công bởi các thế lực hắc ám và đã bị vướng phải lời nguyền. Xin người hãy gửi các hoàng tử tài giỏi và dũng cảm nhất đến trợ giúp. Ta đã hứa với người bạn năm xưa sẽ giúp nhau khi vương quốc của nhau gặp khó khăn, nên lần này phải chỉnh đốn lại thói ham chơi của các hoàng tử mới được. Các hoàng tử còn trẻ, xin đức vua đừng quá khắt khe. Cũng tại bình thường nàng quá cưng chiều. Yên tâm, đích thân ta sẽ huấn luyện các hoàng tử trở thành những người dũng mãnh nhất. Kể từ ngày hôm nay, các con phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa, không được chơi bời lêu lỏng như trước. Tất cả đã rõ chưa? Dạ rõ. Thưa phụ vương, chúng con đã tập luyện chăm chỉ, nay sẵn sàng lên đường rồi ạ. Ta thấy hai con đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng còn Út thì hãy còn nhỏ, nên ở nhà thêm một thời gian nữa. Nhưng con cũng muốn được phiêu lưu cùng hai anh, con đâu còn nhỏ nữa. Đây không chỉ là chuyến phiêu lưu với thế giới bên ngoài, mặc dù có nhiều điều kỳ thú, nhưng rất hiểm nguy. Ta cũng chỉ vì muốn con được an toàn thôi. Phụ vương yên tâm, chúng con thấy rất háo hức và tự tin. Chắc chắn sẽ thành công trở về. Hai anh đi một thời gian sẽ về. Mua thật nhiều quà cho em nghe. Thời gian cứ thế trôi đi. Thoáng chốc đã qua một năm. Cả năm trời rồi mà hai đứa nó chưa về, ta lo quá. Các hoàng tử rất giỏi giang và thông minh, bệ hạ đừng quá lo lắng. Đây là những hoàng tử sau này sẽ kế vị vương quốc, không lo sao được. Bây giờ ta chỉ còn mỗi hoàng tử Út, mà nó thì lại thật thà và ngốc nghếch quá. Xin bệ hạ đừng nói như vậy. Thần tin rằng hoàng tử Út sẽ giúp đỡ được bệ hạ rất nhiều. Đây là chuyện bí mật và hệ trọng. Đích thân ta sẽ lên đường tìm hai con. Sao khuya rồi, con còn chưa đi ngủ? Dạ thưa, con không ngủ được. Con rất nhớ hai anh. Thưa vua cha, xin vua cha cho phép con lên đường tìm hai anh. Con thấy rất lo lắng cho hai anh.
Con thương hai anh như vậy là tốt, nhưng thế giới bên ngoài rất phức tạp. Con còn nhỏ tuổi, chưa sẵn sàng đâu. Thiếp thấy Út cũng đã đủ tuổi khôn lớn. Đây cũng là một cơ hội để hoàng tử được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Quả thật, phiêu lưu là điều kỳ thú. Nhưng hãy nhìn xem, đến cả hai anh giỏi giang như vậy, còn đang gặp khó khăn nữa là... Thôi, con hãy về phòng đi, không bàn chuyện này nữa. Mẹ ơi, con muốn giúp vua cha đi tìm hai anh. Con có sợ việc phải ra ngoài tìm hai anh hay không? Thế giới bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Con có sợ việc phải ra ngoài đi tìm hai anh hay không? Thế giới bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Con không sợ. Nhưng vua cha không đồng ý cho con đi. Nếu con đã muốn đi như vậy, thì hãy chuẩn bị hành lý thật sẵn sàng. Ngày mai, con hãy tỏ rõ sự quyết tâm khi xin vua cha. Ta sẽ nói giúp cho con. Đây là tiền lộ phí. Nó đủ cho con phiêu lưu khắp nơi. Hãy cất giữ nó cẩn thận. Con sẽ chuẩn bị kỹ càng. Mẹ yên tâm. Thưa vua cha, con muốn thay người đi tìm hai anh. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ còn mình con là hoàng tử. Ta không muốn con gặp nguy hiểm. Bệ hạ, các hoàng tử đều cần những khó khăn để trưởng thành. Xin đức vua hãy để con út của chúng ta được trải nghiệm và trở thành một chàng trai cứng cáp như hai hoàng tử lớn. Nhưng mà... Trong nước còn có biết bao nhiêu việc. Người không thể bỏ dở dang để đi tìm hai con được. Mong đức vua suy xét kỹ và tin tưởng giao cho hoàng tử Út nhiệm vụ tìm hai anh của nó. Được, ta đồng ý cho con đi. Nhưng hãy nhớ rằng, từ bây giờ không còn cha mẹ và các anh bảo vệ nữa. Nếu gặp khó khăn thì phải biết tự dựa vào sức của mình. Ta tặng con thanh kiếm này làm vật phòng thân. Nếu gặp khó khăn thì phải biết tự dựa vào sức của mình. Mình đã hứa với mọi người là sẽ tự chăm sóc bản thân. Cậu có thể chỉ cho mình đến nhà thầy thuốc được không? Chân cậu bị làm sao vậy? Mình chạy không may bị té. Còn cậu phải làm gì mà để say sức khắp người vậy? Ba mẹ mình bị ốm, không làm đồng được. Mình phải thay ba mẹ làm việc và kiếm tiền nữa. Nhà thầy thuốc ở đây xa lắm. Để mình đưa cậu đi nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Hãy đưa mình tới đó. Hãy để mình mua thuốc cho cả hai và cha mẹ của cậu nha. Cảm ơn tấm lòng của cậu. Tôi không biết nên làm gì để xứng đáng với lòng tốt đó. Nhưng trước hết, hãy tới nhà thầy thuốc đã. Đây là thuốc mang về cho cha mẹ con. Nhưng cần nhớ là con và cha mẹ đều phải nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục làm việc quá sức sẽ không có hiệu quả đâu. Nhưng gia đình con rất nghèo. Nếu không làm việc thì sẽ không có gì ăn hết. Cậu hãy cầm lấy số tiền này để trả tiền thuốc và mua đồ ăn cho gia đình nha. Khi nào mọi người khỏi bệnh, hẳn quay lại với công việc. Nhưng nếu cho mình hết tiền thì cậu lấy gì xài? Không sao đâu. Mình có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trong túi. Chắc là đủ cho tới lúc mình tìm được hai anh. Ra là cậu đang đi tìm anh. Không biết mình có thể giúp gì cho cậu không? Hai anh mình xa nhà đã một năm mà không trở về. Mình đi khắp nơi để nghe ngóng tin tức của hai anh đó. Nếu như cậu vẫn không biết tìm hai anh ở đâu, thì để mình đưa cậu tới một nơi. Ở đó có một chú chó rất đặc biệt, có thể giúp cậu đó. Vậy chúng ta cùng nhanh tới đó thôi. Đây nè, đây chính là chú chó mà mình muốn nói với cậu đó.
dừng lại. Hai đứa tới đây làm gì? Dạ thưa ông, tụi cháu nghe nói rằng chú chó ba đuôi này rất giỏi đánh hơi để tìm người khác. Không biết ông có thể cho cháu mượn một lúc để tìm hai anh của cháu được không? Đương nhiên rồi. Chú chó ba đuôi kỳ lạ này ta bắt được trong rừng, nó giỏi hơn các chú chó thông thường rất là nhiều, vậy nên cần rất nhiều tiền đó. Dạ, cháu không còn tiền, cháu chỉ mượn thôi có được không? Ta thấy chú chó này rất mến ngươi, nếu được thì ngươi hãy đưa thanh kiếm ngươi đang dùng cho ta là được. Ta trông thấy nó rất đáng giá. Không được đâu thưa ông, đây là thanh kiếm mà cha cháu đã đưa cho, cháu sẽ không giao nó cho ai hết. Được thôi, vậy thì hãy cầm thanh kiếm đó đi tìm hai anh của ngươi đi. Ta cũng không giỏi dùng kiếm lắm, chi bằng giao thanh kiếm này ra, tìm được hai anh vẫn tốt hơn. Dạ thôi được rồi, cháu đồng ý. Tạm biệt cậu nha, hẹn gặp lại. Tạm biệt. Ngươi có biết đường không mà chạy nhanh quá vậy ba đuôi? Không, ta chỉ chạy ra xa khỏi thành phố thôi. Ở đây không khí trong lành và yên tĩnh hơn. À, thì ra là vậy. Ê, khoan khoan, ngươi biết nói tiếng người hả? Đừng sợ, ta đâu phải là một chú chó bình thường đâu. Cậu yên tâm đi, ta không làm gì con người đâu. Vậy có thể tìm giúp mình hai người anh được không? Được chứ, ta có thể đánh hơi bất cứ thứ gì. Cậu có mang đồ đạc của hai anh trai cậu không? Muốn đánh hơi ai đó thì chỉ cần sử dụng món đồ có mùi của họ là được rồi. Nhưng mà lúc ra đi gấp quá, mình không có đem đồ đạc gì của hai anh ở đây. Không cần phải lo, ta vẫn sẽ có cách khác để giúp cậu. Nếu không có đồ đạc thì hãy cho ta một sợi tóc của cậu đi, mình có thể từ nó mà lần ra các anh của cậu. Hả? Hay quá vậy. Đây, tóc của mình đây. Đấy rồi, cậu nhìn phía trước kìa. Tìm thấy hai anh rồi. Tìm thấy hai anh rồi. Ngốc tử, lâu quá rồi mới gặp lại em. Mà sao em lại đến đây? Mọi người ở nhà vẫn khỏe đúng không? Dạ, mọi người vẫn khỏe và nhớ hai anh nhiều lắm. Hai anh đi lâu quá nên vua cha định đi tìm. Em xin mãi mới được đi thay đó. Chúng ta đã đi hơn một năm nhưng chưa thực hiện được nhiệm vụ. Xấu hổ quá nên chưa dám về. Có phải hai anh đi tìm một vương quốc bí ẩn gì đó đúng không? Ủa, tại sao ngốc biết? Đó là một vương quốc kỳ lạ, nơi các con vật đều biết nói, nhưng chưa có ai biết đến đó bằng cách nào. Ủa, cậu có biết nơi đó không? Cậu cũng biết nói mà. Ta biết chứ, ta đến từ nơi đó mà. Hả? Trời ơi, chú chó này biết nói à? Vậy là vương quốc pháp thuật đó có tồn tại. Bọn ta cứ tưởng đó chỉ là một tin đồn thôi. Đó là một vùng đất tách biệt với thế giới, nơi mà con người và loài vật có thể giao tiếp được với nhau. Ở đó có một vương quốc mà đứng đầu là một pháp sư áo trắng. Chỉ tiếc là... Tuyệt vời quá. Cậu đến từ vương quốc pháp thuật. Vậy cậu có biết làm phép gì không? Biểu diễn cho tụi mình xem với. Ở đó mọi người bay lượn trên những cây chổi đúng không? Ở đó mọi người chỉ cần dùng cây đũa phép rồi đọc thần chú để làm việc hả? Từ từ đã, từ từ đã. Từng người hỏi thôi. Thôi bây giờ cậu không cần giải thích gì nữa đâu. Hãy đưa ba anh em mình đến đó. Đến tận nơi mọi người sẽ được chứng kiến những điều kỳ diệu của vương quốc pháp thuật. Không phải là phụ vương yêu cầu em chỉ cần đi tìm hai anh thôi sao? Anh nghĩ bây giờ em nên về nhà báo tin cho mọi người thì hơn. Không đâu, em cũng muốn được đi phiêu lưu cùng hai anh. Nhưng phía trước nguy hiểm và phức tạp lắm. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Em có hai anh kia mà. Chắc chắn hai anh sẽ bảo vệ em rồi. Nhưng mà ta thấy hai người sợ em trai của mình đi theo cản đường hai người thì đúng hơn. Thì đúng là như vậy còn gì. Đâu phải tự dưng mọi người đều gọi nó là ngốc đâu. Hai anh đi tìm cả năm mà chưa có thông tin gì. Còn em mới đi một thời gian đã được chú chó ba đuôi chỉ đường rồi. Em không vô dụng đâu. Hay để em đi giúp hai anh đi. Em hứa sẽ nghe lời hai anh mà. Hoàng tử Úc là ân nhân của ta. Nếu như hai người không cho hoàng tử Úc đi theo thì ta sẽ không chỉ đường cho đi đâu. Thôi được,
ta sẽ cho em đi theo, với điều kiện là em phải nghe lời hai anh. Dạ. Vậy bây giờ hãy nói cho chúng ta biết đường đi nào, chú chó kỳ lạ kia. Phải gọi ta là chú chó thần kỳ, không phải là chú chó kỳ lạ. Thôi được rồi, được rồi. Nào chú chó thần kỳ, đường đến Vương quốc pháp thuật còn xa không? Nhanh chỉ cho chúng ta. Không còn xa, nhưng đường đi rất khó khăn, không cẩn thận thì sẽ bị lạc ngay. Đầu tiên á, thì cứ men theo con sông này, mỗi khi gặp một nhánh sông á, thì cứ rẽ phải. Khi nào đến biển á, thì chờ ta ở đó, ta sẽ đưa mọi người vào. Hả? Cứ đi theo con sông là sẽ ra biển sao? Đương nhiên rồi Ngốc ơi, tất cả các con sông đều đổ ra biển mà. Vậy nó bắt đầu từ đâu? Nước trên trái đất tuân theo một vòng tuần hoàn, nó từ các con sông đổ ra biển. Nước ở biển bốc hơi lên tạo thành mây, và từ mây lại tạo ra mưa. Nước mưa lại đổ về các con sông, rồi lại ra biển tiếp. Cứ như vậy đó Ngốc. À, em hiểu rồi. Vậy chúng ta cùng đi ra biển thôi. Khoan đã, bạn không đi với tụi mình sao Ba Đuôi? Hành trình này ba người phải tự đi. Chúc mọi người gặp nhiều thuận lợi nha. Ta đi đây. Chúng ta cũng mau chóng lên đường thôi. Chúng ta dừng chân nghỉ ở đây một chút đi. Mình mới đi được một lúc mà, tại sao hai anh đã mệt rồi vậy? Vì em cứ vui vẻ như vậy nên quên hết mệt mỏi đi đó. Hả? Vậy sao hai anh không thấy vui? Mình đang đến Vương quốc pháp thuật mà. Vì chúng ta đến Vương quốc pháp thuật không phải là để vào chơi đâu, mà là để giải cứu Vương quốc khỏi một lời nguyền của một phù thủy. Mặc dù luyện tập rất nhiều, nhưng bọn ta vẫn sợ không cứu được Vương quốc. Hai anh đừng có tuyệt vọng sớm như vậy. Nếu không có niềm tin, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Em tin rằng chỉ cần mình thật sự muốn làm gì đó thì sẽ làm được. Em tin là... Hai em nhìn kia. Mọi người đã nghe truyền thuyết về tổ kiến thần chưa? Có truyền thuyết đó à? Có đấy. Truyền thuyết kể rằng những con kiến may mắn nhặt được những viên ngọc phép thuật trong rừng thì sẽ mang về tổ, khiến chúng đẹp đẽ và lớn hơn bình thường rất nhiều. Nếu có được viên ngọc này, có khi nào nó sẽ giúp chúng ta có phép thuật chăng? Được, vậy cùng nhau phá tổ kiến xem như thế nào. Không được. Em không muốn trông thấy viên ngọc pháp thuật sao? Em có, nhưng em không muốn phá tổ kiến. Nếu như không phá tổ nó thì phải làm sao? Hay là... À, chúng ta múc nước đổ vào tổ của nó, nó sẽ tự... Không, chúng sẽ bị chết đuối mất. Mẹ đã luôn dặn mình là phải yêu thương các loài vật, không được làm như vậy đâu. Vậy mà nó bảo là sẽ nghe lời tụi mình đó. Em sẽ nghe lời nếu như đó là việc không tổn hại đến bất kỳ ai. Được thôi, bây giờ anh sẽ cho em chọn. Một là nghe lời tụi anh phá tổ kiến để tìm xem có viên ngọc nào không. Hai là em sẽ phải quay về nhà. À, hai anh chỉ muốn lấy viên ngọc chứ không phải muốn phá hoại tổ kiến đúng không? Đúng rồi. Hay là như vậy, em sẽ tìm cách lấy viên ngọc trong tổ kiến ra. Nếu được thì không cần phải phá tổ kiến nữa. Hợp lý đó. À, lời đồn nói rằng kiến chúa luôn mang theo viên ngọc bên mình đó nha. Chỉ cần em tìm được kiến chúa thôi. Vậy hai anh sẽ đi tìm thức ăn. Em cứ ở đây nghĩ cách nhé. Nếu đến lúc tụi anh mang đồ ăn về mà em chưa tìm được kiến chúa thì tụi anh sẽ phá tổ. Em sẽ cố gắng. Em không muốn tổ kiến bị phá đâu. Làm sao tìm được kiến chúa ta? Không nghĩ ra được cách nào hết. Đói bụng quá. Chừng nào hai anh mới đem đồ ăn về đây? Không được, hai anh đừng về sớm. Không được rồi, phải làm sao đây? Không biết trong túi mình còn gì ăn không? May mắn quá, mình vẫn còn một chút bánh mì. Có vẻ như lũ kiến khá thích những mẫu bánh mì của mình. À, nghĩ ra cách rồi. Kiến ơi, hãy ăn bánh mì của ta rồi truyền tin cho kiến chúa rằng ta muốn gặp kiến chúa. Vì nếu không được gặp kiến chúa, hai anh của ta sẽ phá tổ kiến mất. Em đã tìm thấy kiến chúa chưa? Anh chưa, nhưng anh không được làm gì đâu đó. Em chỉ ngồi đó chờ thì sao nó ra được? Đâu có, anh coi,
em chuẩn bị đồ ăn cho lũ kiến, mà mãi chỉ thấy các con kiến bình thường thôi, chưa thấy kiến chúa xuất hiện. Sao anh lại cười? Bộ em làm gì sai hả? Ngốc đúng là ngốc mà, có chờ đến mai cũng không thấy nó đâu. Ủa sao vậy anh? Vì lũ kiến khi tìm thấy mồi thường không ăn luôn, mà tha về tổ làm lương thực dự trữ cho cả đàn. Vậy nên kiến chúa sẽ ở trong tổ chứ không ra ngoài đâu. Hay là mình buộc bánh mì vào đây rồi thả vào tổ, biết đâu kiến chúa cắn mồi rồi mình giật ra. Như câu cá luôn. Ai chà, nghe có vẻ vui đó. Để anh làm cho. Nhưng như vậy có phá tổ kiến không? Phải thử mới biết chứ. Đưa bánh mì cho anh. Cắn mồi rồi, mau giật dây đi anh ơi. Đau quá, đau quá, đau quá. Cẩn thận đó, không phải kiến chúa đâu, đây là kiến lính. Để nó cắn trúng thì đau lắm. Ủa, vậy tổ kiến có bao nhiêu loại? Kiến chúa khác các con kiến khác như thế nào vậy anh? Mỗi một tổ kiến đều có ít nhất 3 loại kiến khác nhau. Kiến thợ đảm đương công việc xây tổ và tìm kiếm thức ăn, kiến lính thực hiện việc bảo vệ tổ, và kiến chúa thực hiện việc đẻ trứng. Được lắm, dám cắn ta đâu, ta sẽ phá nát tổ của chúng mày. Ta phá hết, phá hết, phá hết. Đau quá, đau quá. Công ơi, đổ cái tổ kiến kia đi, không đâu cắn chết anh mất. Mình xin lỗi, hãy tha cho anh của mình đi. Bọn mình vốn không muốn phá tổ của các bạn mà, chỉ muốn xem viên ngọc trong truyền thuyết của tổ kiến thôi. Đẹp quá. Đây chắc hẳn là kiến chúa rồi. Và kia là viên ngọc pháp thuật trong truyền thuyết. Cảm ơn cậu bé tốt bụng vì đã mang bánh mì cho tổ kiến. Lâu rồi ta mới được ăn bánh mì ngon như vậy. Chừng lần sau đừng chọc tổ kiến nó không muốn bị cắn nha. Chúng tôi xin lỗi. Đây là viên ngọc có phép thuật, hãy bôi nó lên vết thương là sẽ hết đau ngay. Hết đau rồi. Cảm ơn vì đã chữa lành vết thương cho anh ta. Cảm ơn vì đã ngăn cản họ phá tổ kiến. Viên ngọc này ta tặng cho cậu để cậu hoàn thành sứ mạng to lớn của mình. Hãy mang theo, trên đường đi sẽ còn nhiều nguy hiểm. Đây đúng là tổ kiến thần trong truyền thuyết rồi. Xem ra Dương Quốc pháp thuật đã rất gần đây. Chúng ta cùng lên đường thôi. Kia là gì vậy hay anh? Đó là một thác nước. Có vẻ như chúng ta phải tìm cách khác để đi xuôi dòng rồi. Ta mệt mỏi và đói bụng quá. Vách núi rộng như vậy, biết đi vòng đến bao giờ mới xuống được phía dưới. Nghỉ ngơi ở đây đi. Nhìn đằng kia kìa. Đàn vịt đẹp chưa kìa hai anh. Đúng là đẹp thật. Nhưng mà anh đói bụng quá. Lại nữa à ngốc. Để yên cho bọn anh bắt vịt đi. Bọn anh đói lắm rồi. Cả ngày nay chúng ta đã ăn gì đâu. Trong túi em cũng hết bánh mì rồi. Mình đang ở nơi thiên nhiên hoang dã,
thị trấn gần nhất cũng phải đi thêm mấy ngày đường nữa. E rằng em phải để bọn anh bắt vịt nướng thôi. Không, anh nghĩ cách đi. Mình sẽ luôn có cách để giải quyết chuyện này mà. Anh không nhớ lần trước chúng ta đã tìm được viên ngọc thần hay sao? Được rồi, nếu em tìm được đồ ăn xung quanh đây để mọi người không bị đói, thì có thể bọn anh sẽ không bắt vịt làm thịt nữa. Đồng ý không? Đồng ý. Nhưng nếu em không tìm được nhanh thì phải nghe lời hai anh. Biết đâu ra đồ ăn cho hai anh bây giờ. Em thử đi về phía trước một quãng xem có tìm được gì ăn không. Chứ xung quanh đây là không có gì đâu. Có phải em chỉ xuôi ngốc đi chỗ khác, sau đó mình sẽ ở đây bắt vịt nướng ăn đúng không? Rất là thông minh đó. Không đâu, em đã hứa với ngốc rồi, em sẽ giữ lời. Em muốn xem ngốc kiếm được đồ ăn như thế nào. Vậy cho anh mượn chiếc cung tên đi, anh sẽ tự săn vịt. Không nha, anh tự dùng kiếm của anh đi, chúng nó ở gần vậy mà. Anh không nhận ra đó là vịt trời à. Anh cũng gần ngốc như ngốc rồi đó. Được lắm, em dám lừa anh. Chờ ngốc tay trắng trở về, anh sẽ lấy cây cung của em săn tụi vịt trời đây. Em sẽ ngủ một chút đây, hy vọng lúc ngủ sẽ quên đi cơn đói. Bay đi chỗ khác đi, bay đi chỗ khác đi. Mấy cậu ở đây sẽ bị hai anh bắt bây giờ. Cứu tôi với, cứu, tôi không biết bơi. Cứu tôi với, cứu. Cảm ơn vịt đã cứu mình nha. Mình không biết bơi. Ủa, mấy cậu có hiểu điều mình nói không? Thích quá, thích quá. Mấy cậu có thể hiểu mình. Từ trên cao nhìn xuống đẹp quá, tất cả đều bé tí teo. Kìa, ở phía dưới có một vườn trái cây, cậu hãy thả mình xuống đó đi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm các anh trai của mình. Chắc mọi người đang đói lắm rồi. Hế, mình đã thấy được hai anh của mình. Liệu các bạn có thể cho hai anh của mình bay cùng để vượt thác nước kia không? Dạ, nguy hiểm quá ha. Lần sau đừng để bị rơi xuống nước nữa đó. Cũng là một phần lỗi của hai anh đã không chú ý tới em. Nhưng cũng nhờ vậy mà em làm quen được với đàn vịt và còn mang bao nhiêu là trái cây về nè. Đây. Chuyến đi này đã giúp anh nhận ra một điều đáng học từ ngốc. Đó là nên kết thêm bạn bè, dù đó chỉ là một con vật. Đúng rồi, vì có lẽ chúng ta đã tới gần hơn đến vương quốc pháp thuật. Các loài động vật đã thông minh hơn. Hoặc là... Hoặc điều gì vậy anh? Em có nhớ lần trước anh đã kể em nghe về vương quốc pháp thuật chưa? Đó là một vùng đất bị nguyền rủa bởi một phù thủy. Đúng vậy, biết đâu những con vật đó đều đến từ một lời nguyền thì sao? Ồ, đáng sợ quá. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chạy ngay đi, đó là một con gấu đó. Nó bự quá à, em sợ. Vậy hãy trèo lên cây cao. Gấu không thể leo lên cây đâu. Em sợ nó sẽ đuổi kịp theo em mất. Vậy thì anh sẽ đánh lạc hướng nó. Sau đó em trèo lên cây trước đi. Anh chạy nhanh hơn, anh sẽ đánh lạc hướng nó. Ah!
chúng ta sẽ phải ở trên đây bao lâu đây? Cho đến khi con gấu bỏ đi. Hai anh ơi, con gấu đã bỏ đi rồi. Thật may mắn là có tổ ong đó. Mật ong là thức ăn yêu thích của gấu. Nhìn tổ ong kia, anh cũng thấy thèm nữa. Cứ như vậy, tổ ong sẽ bị con gấu phá tan mất. Em quên là loài ong có thể tự vệ bằng cách giết kẻ thù à. Ong thích đau lắm đó. Vậy thì lại tội nghiệp con gấu quá. Đúng là ngốc. Em quên mất, chúng ta vừa bị con gấu tấn công à. Tại sao có nhiều con ong nằm chết dưới bãi cỏ như vậy? Anh nghe nói, mỗi lần ong chích ai đó là chúng cũng sẽ phải bỏ mạng do ruột của chúng dính liền với kim châm. Những con ong này chắc là đã chết vì bảo vệ tổ. Tội nghiệp những chú ong quá. Phải có cách nào giúp cho chúng chứ. Tội nghiệp những chú ong quá. Tội nghiệp những chú ong quá. Xin hãy cứu chúng tôi. Hai anh vừa nói gì vậy? Không, có ai nói gì đâu. Em bị ngốc nữa rồi. Xin chào ba anh em hoàng tử. Ta là ông chúa của khu rừng này. Chuyện gì thế này? Con ông đang nói chuyện với mình ư? Trời ơi, ông chúa có thể nói được sao? Đây có phải là Vương quốc phép thuật không? Vương quốc phép thuật đã ở rất gần đây rồi. Ngày xưa ta cũng là một cư dân của Vương quốc. Từ khi bị dính lời nguyền, mọi người đều biến thành loài vật và đều phải bỏ Vương quốc ra đi. Vậy trước đây ngươi cũng là con người sao? Đúng vậy. Chỉ những con vật nói được tiếng người mới là cư dân của Vương quốc này. Và ta là trưởng làng. Bây giờ cả ngôi làng của ta đang gặp nguy hiểm bởi con gấu hung hãn kia. Nhưng tôi có thể giúp ông bằng cách nào? Xin hãy giúp ta đuổi con gấu đi. Ngôi làng này không thể cầm cự lâu hơn nữa. Hai anh hãy tìm cách cứu tổ ông đi. Con gấu này hung dữ lắm. Lúc nãy mình phải khó khăn lắm mới thoát khỏi nó mà trèo lên cây được. Em không nhớ ư? Nhưng bây giờ mình đã an toàn trên cây rồi. Chúng ta có thể đánh lạc hướng nó. Đúng vậy. Chúng tôi chỉ cần chút thời gian để hút mật và di tản đi thôi. Cảm ơn chàng trai. Hãy đi về cứu lấy dân làng đi. Anh đừng làm nó bị thương. Đây không phải là lúc để nhân từ đâu. Nó đang tấn công mình mà. Chắc nó chỉ đói bụng thôi. Hay là thay vì ném trái táo vào người nó, em sẽ ném táo cho nó ăn. Có thể ngốc đói đúng đó. Con vật bị đói thật rất hung hăng. Em nhớ là loài gấu ăn tạp lắm. Chúng có thể ăn trái cây nè, nấm nè, thịt cá và côn trùng nữa. Nhưng nó đang tức giận lắm, chưa chắc đã chịu ăn đâu. Thôi được rồi, lần này anh tạm tha cho con gấu đó. Đằng nào mình cũng an toàn ở trên cây rồi. Nó bỏ đi rồi kìa hai anh ơi. Mình cứ ở trên cây một lúc đã. Lỡ đâu nó quay lại. Ông chúa quay lại rồi. Cảm ơn ba hoàng tử đã cứu giúp làng chúng tôi. Để đáp lại lòng tốt, xin các hoàng tử hãy nhận một chút mật ngọt này. Cảm ơn trưởng làng. Mật thơm và ngọt quá. Lâu lắm rồi ta mới được nếm vị mật ong. Thật tuyệt vời. Cảm ơn ông chúa. Ở Vương quốc pháp thuật có nhiều hiểm nguy. Hoàng tử hãy cầm lấy sợi dây này. Khi nào gặp khó khăn chỉ cần cầm lấy sợi dây và gọi tên ta thầm trong đầu 3 lần thì ta sẽ đến giúp. Con gấu đã đi rất xa rồi. Xin ba hoàng tử hãy tiếp tục lên đường. Biển đã rất gần đây rồi. Đừng lo, ta sẽ cố gắng hóa giải lời nguyền và cứu dân làng ông trở lại thành người. Cảm ơn tấm lòng của các hoàng tử rất nhiều. Và xin hãy cẩn thận. Tạm biệt.
Cảm ơn ba hoàng tử đã vượt qua mọi gian khó để đến được đây. Nhưng mà trước mắt các cậu sẽ là những thử thách rất cam go, yêu cầu lòng dũng cảm và sự quyết tâm vượt khó. Nếu chấp nhận, xin mời bước qua cánh cổng này. Mình đã nghe ông chúa kể lại, có phải trước đây cậu cũng từng là con người không? Đúng vậy, lời tiên tri nói rằng chỉ có người can đảm nhất mới hóa giải được lời nguyền của vương quốc này thôi. Em tin ba đuôi, để em vào trước cha. Đợi tụi anh đi cùng với. Giờ chúng ta cần làm gì? Mộ phù thủy ở đâu? Hóa giải lời nguyền như thế nào? Các hoàng tử xin hãy bình tĩnh. Đường xá xa xôi, đêm nay xin hãy nghỉ ngơi tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Như các hoàng tử đã thấy, xung quanh tòa lâu đài này là các bức tượng bằng đá. Nhưng trước đây, tất cả những bức tượng đó đều là người. Hả? Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Ngày xưa, nơi đây từng là một vương quốc pháp thuật, nơi con người và loài vật chung sống với nhau rất hòa bình. Nhưng bỗng dưng có một ngày, xuất hiện một mụ phù thủy độc ác. Mụ ta tấn công vương quốc bằng ma thuật hắc ám và khiến cho con người cũng như loài vật vô cùng khiếp sợ. Sau đó, mụ bắt lấy ba cô công chúa của ta rồi giam giữ ở trên đỉnh tòa tháp, đặt ra ba thử thách dành cho các hoàng tử của vương quốc khác. Và nếu như thất bại thì các hoàng tử cũng sẽ bị biến thành đá. Vậy những bức tượng bằng đá ngoài kia chính là do ma thuật của một phù thủy biến thành hay sao? Đúng vậy, với những người không có phép thuật thì họ sẽ bị biến thành đá ngay. Vậy với những người có phép thuật thì sao? Họ sẽ bị biến thành các loài động vật khác. Đó chính là lý do tại sao ở vương quốc này có một số loài động vật có thể nói được tiếng người. Vậy phải làm sao để hóa giải lời nguyền đây? Nếu có thể vượt qua ba thử thách mà mụ phù thủy đã đề ra thì lời nguyền sẽ tự khắc được hóa giải. Vậy trước khi biến thành chú chó ba đuôi, cậu là? Ta chính là đức vua của vương quốc này. Bây giờ đất nước của ta đang lâm nguy. Theo như lời tiên tri thì chỉ có những hoàng tử dũng cảm nhất mới có thể giải được lời nguyền thôi. Xin ngài hãy cho chúng tôi biết thử thách đầu tiên là gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Chưa có chuyện gì có thể làm khó được ba anh em chúng tôi. Nhưng đây là thử thách cá nhân, tức là chỉ từng người được thực hiện. Và nếu như không hoàn thành thì cũng sẽ bị trừng phạt. Không biết mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đã sẵn sàng. Lại có kẻ ngốc nghếch nào dám đến thách thức ta vậy hả? Mọi người lùi lại, mụ phù thủy sắp xuất hiện và mụ sẽ đích thân đưa ra thử thách. Kẻ nào sẽ thực hiện thử thách đầu tiên của ta? Thử thách mang tên khu rừng bí mật. Ta là anh cả, rừng rậm vốn là nơi yêu thích của ta. Ta sẽ thực hiện thử thách này. Tất cả những kẻ bị quá đá ngoài khu rừng kia đều tự tin về khả năng của bản thân như ngươi. Đừng nhiều lời, nhanh nêu ra thử thách của ngươi đi. Quả là một hoàng tử can đảm. Được, hãy nghe kỹ đây. Hãy tìm đủ 1000 viên ngọc về đây trước khi trời tối là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai em chờ ta ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, phải lập tức quay đã giấu viên ngọc ở những chỗ nào đó để che đi ánh sáng của nó. Chúng ta có được vào giúp anh không? Chúng ta sẽ chỉ tìm thôi, còn anh hai sẽ lấy nó. Các ngươi đừng hòng giở trò với ta. Nếu bất kỳ một ai bước vào cánh rừng thì sẽ lập tức biến thành đá. Khoan đã, có phải trong khu rừng rất nhiều bức tượng bằng đá đúng không? Đúng rồi, đó hẳn là những hoàng tử của các vương quốc khác cũng thực hiện thử thách. Vậy có khả năng họ cũng đã tìm thấy những viên ngọc. Anh thử tìm trên người họ xem có thấy viên nào không. Anh ba thông minh quá, chúng ta không còn lo gì nữa rồi.
Ây chà, các ngươi đến sớm quá ha. Nào, bây giờ ai trong số hai ngươi muốn hóa thành đá tiếp theo? Ta sẽ là người tiếp theo thực hiện nhiệm vụ này. Ngươi chớ đắc ý. Anh ơi, đêm qua em đã nghĩ kỹ rồi. Trong ba anh em thì anh luôn là người thông minh nhất. Nhiệm vụ này sắp hoàn thành rồi. Anh cứ để em thực hiện đi. Em tin chắc mình sẽ thành công mà. Được lắm. Ngốc nhà ta nay đã trưởng thành thật rồi. Không chỉ dũng cảm mà còn nhiều mưu trí nữa. Vậy em hãy chuẩn bị đi. Anh sẽ chờ em ở đây. Hãy nhớ là ngoài tìm ở những nơi kín đáo, em có thể tìm ở những bức tượng nữa. Mình đã tìm kỹ khắp cả khu rừng rồi, vẫn chỉ tìm được vài viên ngọc thôi. Xin lỗi hai anh, em thật là kém cỏi quá. Ta có thể giúp gì cho cậu không? Hả? Đây, ta dưới này nè. Ồ, có phải là ngài kiến chúa lần trước đang ăn bánh mì đúng không? Cảm ơn vì đã chữa lành vết thương cho anh ta. Ta mới là người nói lời cảm ơn. Nếu như cậu không giúp thì chắc tổ khiến của ta đã bị phá rồi. Ta đang tìm những viên ngọc pháp thuật trong cánh rừng này để hoàn thành thử thách của mụ phù thủy. Nhưng tìm cả ngày rồi, không thấy viên ngọc đâu hết. Ồ, việc này nguy hiểm đó. Mụ phù thủy luôn tìm cách gây khó khăn cho các hoàng tử. Nếu như không tìm thấy trước trời tối thì ta sẽ bị hóa thành đá. Mà mặt trời thì sắp lặn rồi. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp cậu tìm những viên ngọc đó. Hả? Ngài biết nó ở đâu sao? Ờ không, nhưng quân lính của ta rất đông, sẽ tìm kỹ càng từng ngóc ngách trong khu rừng này. Cậu cứ ngồi đó nghỉ mệt một chút đi. Tính cả số ngọc mà cậu đã tìm được thì đã được 999 viên rồi. Vậy là còn một viên nữa. Viên còn lại chính là viên ngọc lần trước ta đưa cho cậu giữ đó. À, thì ra chính là nó à. Vậy mà ta không hề nghĩ tới. Cảm ơn kiến chúa rất nhiều. Bây giờ ta đi cứu anh của mình đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hy vọng là ta có thể về kịp trước khi mặt trời lặn. Thế nào rồi? Em tìm đủ 1000 viên ngọc chưa? Dạ, thật ra ta được cả một đạo quân kiến giúp đỡ nên mới tìm thấy hết chỗ ngọc này. Hey, cầm lấy nè. Xem ra lần này nhà ngươi gặp may. Để xem lần tới còn may mắn nữa không. Hãy đến với thử thách tiếp theo, tìm thấy chiếc chìa khóa giam giữ ba công chúa. Chìa khóa này nằm dưới đáy hồ đằng kia. Giữa trưa ta sẽ quay lại đây. Nếu vẫn chưa tìm thấy thì ngươi sẽ bị hóa đá. Để xem các ngươi xoay sở thế nào. Hả? Phải làm sao đây? Vì em không biết bơi. Em yên tâm, bơi lội là sở trường của anh. Thử thách lần này anh sẽ thực hiện. Em tin là anh sẽ làm được. Nếu anh xảy ra chuyện gì, hãy khăn gói về quê để báo tin cho phụ vương và hoàng hậu. Nếu không, họ sẽ lo lắng lắm. Nhưng em không thể bỏ mặc hai anh được. Anh của cậu nói rất đúng. Vương quốc của ta đã làm liên lụy quá nhiều người rồi.
Phải có cách nào đó, ta không thể bỏ mặc mọi người như vậy được. Cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng mà người có biết lý do tại sao vương quốc này bị nguyền rủa hay không? Dù ta đã hỏi nhiều lần, nhưng một phù thủy vẫn không nói. Ta cũng không biết vương quốc này đã làm gì sai mà phải bị trừng phạt như vậy. Ta tin người tốt sẽ gặp điều tốt, người đừng quá lo lắng. Dù ta đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Ở dưới nước có quá nhiều bùn và rong rêu. Thời gian đã hết, ngươi sẽ biến thành đá. Anh xin lỗi, hãy về nhà. Có vẻ cơ hội của các ngươi đã hết, hãy bỏ cuộc đi. Ngươi đừng vội đắc ý, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Vậy chàng hoàng tử ngốc nghếch kia, ngươi có muốn tiếp tục thực hiện thử thách này không? Xin hãy từ bỏ đi, ta không muốn ai phải hy sinh nữa. Xin hãy tin ở ta, nhưng ngày mai ta mới bắt đầu thử thách của mình. Vậy thì ngày mai sẽ là ngày ngươi hóa đá. Cậu còn không biết bơi mà, tại sao lại liều mình như vậy chứ? Vì ta đã nghĩ ra một cách. Vậy thì chúng ta phải đi ngay mới kịp. Ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình. Vậy thì đến giữa trưa ta sẽ quay lại để xem ngươi biến thành đá. Đàn dịch ơi, mau đến giúp ta. Tốt quá, cảm ơn các bạn đã đến. Xin hãy giúp ta tìm chìa khóa dưới đáy hồ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của các bạn thì ta đã hóa thành đá rồi. Đàm dịch nói rằng phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu nên chúng mới thoát khỏi cái chết. Ủa, ba đuôi hiểu được dịch nói gì sao? Vì ta là đức vua của vương quốc phép thuật mà. Tạm biệt. Chúng ta đã có chiếc chìa khóa trong tay. Mau lên tòa tháp phía trên để giải cứu công chúa đi. Vậy còn các anh của ta đang bị quá đá thì sao? Chỉ khi nào chúng ta hoàn thành ba nhiệm vụ kia thì lời nguyền mới được phá bỏ, không còn cách nào khác đâu. Ta không ngờ một người như ngươi có thể lấy được chìa khóa. Dù ngươi còn không biết bơi nữa, nhưng hành trình của ngươi sẽ phải dừng lại đây thôi. Hãy đến với thử thách cuối cùng của ta. Được rồi, hãy đưa ra thử thách cuối cùng của nhà ngươi đi. Thử thách này đơn giản thôi. Hãy lên tòa tháp nơi giam giữ ba nàng công chúa và tìm được ra ai mới là công chúa trẻ nhất. Dùng chính chiếc chìa khóa ngươi đang cầm mở khóa chiếc còng trên tay cô ấy. Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi đã đi sớm vậy sao? Ta sẽ chờ ngươi trên đỉnh tháp. Chúng ta cùng giải cứu các công chúa thôi. Mụ phù thủy đã làm phép để ta không thể lên tòa tháp được, cho nên ta không thể giúp cậu trong thử thách lần này. Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và giải cứu mọi người. Nhiệm vụ này tưởng dễ nhưng mà không hề dễ. Vì ba công chúa sinh ba cho nên trông giống y hệt nhau. Vậy ta làm sao để phân biệt bây giờ? Hãy nhớ cho kỹ điều này. Công chúa thứ nhất thích ăn kẹo, công chúa thứ hai thích ăn đường, và cô công chúa Út thì rất thích mật ong. Ta sẽ ghi nhớ thông tin này. Ta sẽ cố gắng hết sức để hóa giải lời nguyền độc ác của mụ phù thủy này. Chúc cậu may mắn. Đừng do dự, ngươi không có nhiều thời gian đâu. Thời hạn để ngươi tìm ra công chúa trẻ nhất là khi cát trong chiếc đồng hồ này hết. Đây vốn là thử thách dễ, vì chỉ cần hai anh còn sống thì ba anh em thay nhau trả lời lần lượt là xong. Nhưng chỉ còn mình ta. Thiệt là xui xẻo cho lão đức vua khi kẻ ngốc nghếch như ngươi đến được thử thách
cuối cùng này. Ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ tìm được câu trả lời. Hãy nhớ, phải là nàng Út, nàng công chúa thích mật ong. Để xem ngươi tìm ra nàng bằng cách nào. Chỉ cần nắm lấy sợi dây và gọi thầm tên ta 3 lần thì ta sẽ xuất hiện. Nếu cô công chúa Út thích ăn mật ong thì có khi ông chúa sẽ phân biệt được đâu là nàng cũng nên. Ta sẽ thử gọi ông chúa, nhưng phải cẩn thận mụ phù thủy mới được. Sao đầu hàng sớm vậy? Muốn bỏ cuộc rồi hả? Ông chúa ơi giúp ta, ông chúa ơi giúp ta, ông chúa ơi giúp ta. Ta cần tìm ra công chúa trẻ tuổi nhất để hóa giải lời nguyền cho Dương Quốc. Và nàng thích ăn mật ong. Xin ông chúa hãy giúp ta tìm ra đâu là cô công chúa thích ăn mật ong. Hoàng tử yên tâm, ta chỉ cần ngửi mùi hương ở miệng công chúa là sẽ biết được cô nào hay ăn mật. Nhưng chỉ sợ là... Ông chúa sợ điều gì? Mụ phù thủy đang đứng bên cạnh. Ta sợ mụ sẽ không cho ta đến gần các công chúa. Hoàng tử, hãy nhanh nghĩ cách kéo mụ ra. Được, ta vừa nghĩ ra cách này, ta sẽ đánh lạc hướng mụ. Trong lúc đó, ngài hãy đến gần các công chúa. Ta không có cách nào khác để tìm ra đâu là công chúa Út. Đợi đến khi hết giờ, ta sẽ phó mặc cho mây rủi. Nhưng trước lúc đó, ta muốn hỏi phù thủy một số chuyện được không? Ngươi muốn biết về điều gì? Ta muốn biết tại sao ngươi lại nguyền rủa vương quốc xinh đẹp này. Nói cho một kẻ sắp chết như ngươi thì cũng được thôi. Vì ta không thích những người làm việc tốt. Mẹ của ta vì giúp đỡ người khác nên mới gặp nạn mà chết. Người mẹ ta cứu chính là 3 nàng công chúa. Nếu không có họ, mẹ của ta đã không chết và ta đã có một cuộc sống khác. Nào, không thể nào ngươi lại may mắn như vậy được. Chắc chắn là ngươi đã giở trò gì đó. Ta không phục. Ta sẽ hủy diệt cả vương quốc này. Lần này hãy bắn trúng tim của ta. Sao ngươi lại cứu ta? Vì ta thấy ngươi không phải là người xấu. Vì gặp biến cố mới sinh hận thù. Ta không cần. Ngươi đã làm hại cả Dương Quốc và rất nhiều người vô tội. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mẹ của phù thủy chính là người đã cứu 3 công chúa nên mới chết. Chính cái chết đó đã khiến phù thủy oán hận và nghi ngờ lòng tốt. Nên xin anh đừng gây thêm hận thù nữa. Ta xin lỗi vì sự hy sinh của mẹ cô. Ta luôn muốn tìm cô để tạ lỗi và bù đắp, nhưng không thể tìm được. Không ngờ cô lại đem lòng thù hận sâu tới như vậy. Dù ông có xin lỗi thì mẹ ta cũng không thể sống lại được. Và ta vẫn mãi mãi là đứa mồ côi. Vậy hãy làm con gái nuôi của ta, để ta có cơ hội bù đắp cho cô. Sau khi ta đã làm rất nhiều điều xấu, nhưng các ngươi vẫn tha thứ cho ta sao? Dù đó là những điều xấu xa, nhưng ngươi vẫn chưa giết chết ai cả, mà chỉ biến họ thành đá và loài vật. Rõ ràng lòng tốt bên trong ngươi vẫn còn. Đừng chối bỏ nó. Chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy. Phải mở rộng trái tim mới có thể nhìn thấy lòng tốt được. Lời tiên tri cuối cùng đã linh nghiệm. Lòng nhân từ chính là sự dũng cảm lớn nhất mà cậu đã mang đến cho vương quốc này. Cảm ơn các hoàng tử đã cứu vương quốc của chúng tôi, giúp ta được đoàn tụ với các con của mình. Thưa vua cha và hoàng hậu, chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Các con đã an toàn trở về rồi. Tất cả là nhờ lòng tốt của ngốc. Thật vậy ư? Đúng vậy. Sau chuyến đi này, chúng con đã học được rất nhiều bài học quý giá về lòng tốt và sự đoàn kết. Ta rất tự hào về các con. Con nhớ cha mẹ lắm. Thật vui vì chúng ta vẫn được ở bên nhau.